Hy vọng là sẽ lên được cộng 15 vài món cho nó đẹp, cho nó có giống với người ta, chung là kém miếng khó chịu anh em ơi. Rồi bây giờ lấy bùa ra đi đã. Ngô Ngọc tỷ lệ chắc con thật. Ông đang đi ông tòa, anh em thấy đẹp không? Cái chất của ông đẹp không? Thôi bây giờ làm luôn đi, nói nhiều làm gì. Dứt mỗi thứ 5 viên, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ấy sao đứng đây không thấy? Đứng đây chưa hên hả? Phải làm đi. Thấy góc qua cái đã. Cái thằng trao này đập chứ. Đó. Ê đứng đây không thấy luôn rồi. Một nè. Hai nè. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MU Jin Jin nha anh em ơi. Thì thấy server là có nhiều bạn là có đồ cộng 15 rồi. Thì hôm nay mình cũng quyết định làm một video ép đồ lên cộng 15 nha anh em ơi. Không biết là hôm nay là hên hay là xui. Thì cái set tinh giết của mình có RF này này. Của mình là đang 5 sốc và nó chỉ có cộng 13 thôi. Thì bây giờ hôm nay là mình sẽ đập nó lên cộng 15. Thì thử xem nó có lên không nha. Cái tỷ lệ mà lên cộng 15 thì chắc hơi bị chua. Thì đã lên cộng 13 rồi mà bây giờ đập đập và xịt rồi thì thôi. Đập lên cộng 13 lại đã thấy chua rồi chứ đừng nói là lên 15 nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi giải nén trước. Mỗi thứ hai loại đi. Trong đó là sẽ về nhanh và luôn. Đó, em thấy có một bạn là được một bạn là được đồ 15 đó. Thầy nên ngọc bé to. Ai ông không biết mình đang đập đồ. Hồi nãy bạn lên được 4 món, còn toàn mất mấy món nữa. Thì mình thấy bạn lên là mình cũng sẽ đập luôn. Ông đây ông lèo ý, ông đập ông bùa luôn mới kinh. Hy vọng là sẽ lên được cộng 15 vài món cho nó đẹp, cho nó có giống với người ta, chung là kém miếng khó chịu anh em ơi. Rồi bây giờ lấy bùa ra đi đã. Ngô Ngọc tỷ lệ chắc con thật. Ông đang đi ông tòa, anh em thấy đẹp không? Cái chất của ông đẹp không? Thôi bây giờ làm luôn đi, nói nhiều làm gì. Dứt mỗi thứ 5 viên, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ấy sao đứng đây không thấy? Đứng đây chưa hên hả? Phải làm đi. Thấy góc qua cái đã. Cái thằng trao này đập chứ. Đó. Ê đứng đây không thấy luôn rồi. Một này, hai này, ba này, dứt. Bắt đầu tiên có lẽ may mắn anh em ơi. Lại gáy này. Lại ở thêm một ông hút le đây nữa.
Online nha em ơi, đập vậy mà lại lên anh em ơi. Online. Bây giờ lại phải chiến thuật của thầy thôi anh em ơi. Nam Vin. Nam Vin. Bỏ trao bây giờ hai cái bộ này. Giờ là sẽ ép, nếu mà xịt một cái là mình sẽ cho cái kia lên cộng 15. Chắc chắn luôn. Chắc chắn là sẽ lên. Làm có mấy nhau này mới lên được có 3 món hay sao à? Lại toang toang nữa. Có cái còn này này. Sao mà toang được? Dễ gì toang. Lên cho anh em thấy này, chiến thuật là quả này một bùa nha anh em ơi. Vãi mấy ông này thiệt. Lên 15 luôn đi hả? Một này. Hai này. Ba kìa, dứt. À. Quần què mấy ông đứng đây để mấy ông cho mình toang anh em ơi. Thôi. Con này lại phải chiến thuật hai bộ anh em ơi. Và cái áo là lên 15 chắc rồi đó. Thầy nói là không có sai đâu. Thầy nói là không có sai. Áo lên 15. Không nói nhiều. Hai bùa. Rồi 6 cái rồi. Vãi thật. Không có bùa trao mới lên được. Ông này ông xúi dài vãi. Ông xúi giống ông lúc nãy á. Tại vì hồi nãy là ông ta là ông đập một một phát là ông bị toang mất mấy món là không bùa chao á. Bùa chao thì may toang mấy món á, mình không có giải về đâu, không có giải đâu, không không giải, không giải. À, anh em nhìn nè, một nè, hai nè, ba này. Yeah. Vãi, sao nó xịt mà nó văng qua đây? Trời ơi. Trời ơi, nghĩ sao nó xịt mà nó nhảy qua đây, nó tưởng làm mình mừng hột kìa. Trời ơi. À mẹ nó cay nhờ. Còn cái cho cái win lên cộng 15 luôn đi cho rồi. Con này lên win cộng 15 này. Anh em nhìn nha. Hai phát là cho lên win lên cộng 15 luôn. Đang lại xịt 3 món. Không dễ xịt 3 món đâu. Anh em nhìn nha, anh em nhìn thể hiện này. Thể hiện cái win lên cộng 15 này. Win mới cộng 14 à. Được cái win lên cộng 15 là cũng ngon lắm rồi. Trời ơi. Cái áo kìa. Đen thui hết rồi. Là 6 win. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nhớ bùa nha. Mấy ông kia ông chứ hút le. Y chang mấy ông bên ngày mới. Anh em nhìn quả này nè. Né cho anh thể hiện coi. 15 ở đây chứ đâu nữa nè. Nè. 15 nha. Hồi hộp quá. Vinh lên cộng 15 mà hồi hộp quá. Tim đập bạch bạch. Ném đi. Một nè. Hai nè. À ném hai lần hả? Một nè. Hai nè. À nó ném hai lần kìa. Một nè. Ném một lần anh em ơi. Một. Hai. Hai thật. Một nè.
Nhấp nhạc 1, 2. Nói nhiều. Yeah. Không cần ném 3 lần hả? Vinh không ăn thua hả? Vinh không ăn thua à? Ê này nha mày, trời ơi cái Vinh. Đây là cái Vinh cũng đỡ, chúng là cũng đỡ. Tam phát bắt đầu đập tiếp. Tiếp tục, tiếp tục. Có này một bùa thôi. Một cái bùa mà một cái ngọc thôi. Một cái ngọc tăng tỷ lệ thôi. Không bố hai. Sao không thấy được? Bạn đứng mít cái chỗ đấy à? Toàn là ông kia, ông toàn kìa. Ông kia cũng bị toàn cho mình rồi. Bái thật. Đứng đây lại không thấy cái thằng nó ném đi đâu. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Một này. Ném một lần nữa nha mày. Một này, một này, hai này. hai món. Cậu bèo cũng phải được thêm hai món nữa. Hai món nữa. Con này có nên có nên tán luôn không ta? Nên tán luôn không ta? Tán mẹ lên luôn, lúc giờ là một ngọc, bây giờ là phải hai ngọc. Thường là nó sẽ lên hai cái, nó sẽ lên hai cái và nó sẽ xịt một cái. Không phải là mình này không thấy cái đâu. Rồi đúng như này, thấy rồi. 15 đây chứ đâu nữa. Lúc nãy một cái, bây giờ hai cái phải không? Quả này với căng thẳng này nha, 75%. 2 3, không, lần này không đập. Ủa, nó ném mình 4 lần kìa. Ủa, lần này là phải bỏ anh em ơi. Lần sau nó ném 3 lần mình mới đập này. Một, kinh nghiệm lắm rồi. Ai dạy rồi mà. Toàn toàn. 1, 2. Ôi. 1. Ôi, lên 15 coi nè. Làm lấy một món lên 15 nè. 1 nè, 2 nè. Ôi, sao nó ném nếp ngã làm mình hồi hộp không ta. 1, ai thật. Kìa, biết mình đang canh 3 lần hay sao mà nó ném 2 lần hoài ta. 1 nè. Ai thật. 2, 3, dứt. Kìa, anh em nhìn thấy kìa. Thì cái set tinh zip này á, của MG của GF này á, lên 15 thì nó không có tia set nha anh em ơi. Nó không có giống như cái set của ông kia. Set set đồ cấp 3 là nó mới có cái đó. Thì bây giờ là sẽ còn cái này là sẽ đập lên. Hy vọng là sẽ lên được thêm mấy món nữa. Hai cái vũ khí này với cái này. Thì tiếp tục. 245. À, mình đây, bây giờ lúc nãy hai bùa phải không? Bây giờ là một bùa thôi. À, hai ngọc tỷ lệ, bây giờ một ngọc tỷ lệ thôi. Đó, nó vô bài rồi, vô bài có thầy á.
Game lại là dễ. Game lại là dễ, dễ mà. Nó vô bài có thầy rồi, nó đi đúng sách rồi. Anh em nhìn này, nhìn mình thể hiện này. Một, hai này. Một nè. Cho nên tấm gương 15 nè. Một nè. Hai nè. Thầy nói rồi mà quên. Vãi thật. Lập lên được hai lần rồi thì phải ngưng ngưng đi. Vãi thật. Vãi đai thật. Chắc còn. Căng nhờ, căng nhờ. Giờ còn hai cái vút. Em thấy chất chưa, chất chưa? Còn hai cái vút mới đau. Giờ lên được hai cái vút. Đây này, đỡ này. Vọng là lên lấy được hai món, ba món gì nữa đi. Mới lên được có hai món à, một cái win với một cái lên được một cái win với một cái chân này anh em ơi. Chắc đồ là to mất ba món rồi. Vút cũng được, nói chung là lên vút cũng được, lên cái vút Dominus thì cũng được. Hy vọng. Lúc nãy một bùa phải không? Bây giờ là phải hai bùa anh em ơi. Mười lăm mà căng thẳng có. Tại server mới có mình ông này hay sao? Có mình ông này được mấy món hay sao? Phát này nghỉ hết rồi, phát này nghỉ game mà. Nghỉ làm sao được? Phát này lên này, phát này lên 14, phát này lên 14 rồi sau lại hai phát sau lên 15 luôn. Hai sát sau là lên 15 nữa. 5, một viên trao. Dứt. Quay nhìn bạn bè bạn coi bạn hiền coi. Ồ, thấy chưa? Ồ, quay này nhìn con gái sao ta? Một này. Chú kìa. Vai. Hai. Bảy luôn rồi. Toàn toàn còn món cuối cùng anh em ơi. Toàn thật rồi. Hai ba hai bốn năm này, năm này. Game không dễ chút nào anh em ơi. 13 lên 14 còn không lên nổi nữa mà. Được không được. Phát này lúc nãy một bùa ta. Hai bùa rồi bây giờ một bùa đi. Thầy bảo nếu mà nó xịt hai lần á phải tán tiếp. Phải lì hơn nó nha con, thầy nói vậy đó. Thấy bạn hiền rồi. Đây 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 đây. Góc quay thần thánh đây. Đây. Một. Một này. Hai này. À nó túm lại. Một. Căng nhỉ. Tính ăn mừng rồi. Nó nhảy qua bên này nè. Trời ơi sao nó xịt mà nó nhảy hoài ta. Như vậy là toàn hết rồi anh em ơi. Khó vậy ta. Lại về hết rồi. Được hai món. Anh cộng 15 đúng được hai món anh em ơi. Về đây con mấy bạn bè đồng hao là đi đâu hết rồi, chắc đi ngủ hết rồi. Ai thật hay nhỉ.
ứng nó mà đó. Ứng nó mà đó. Được cũng hai món. Ông này ông được bốn món rồi mà. Anh đẹp. Nhưng mà cái set này nó cũng không có đẹp anh em ạ. Nó nhìn không là nó cũng đã đẹp rồi, lên 5 món nó cũng vậy à. À lên cộng 15 thì nó cũng vậy, nó không có thay đổi cho lắm, nó chỉ có cái sừng thôi. Anh em thấy cái chân nó có hai cái sừng không? Còn cái set này, set đồ này này. Tùy set. Đó, set set này set ma thuật cấp 2 nó lại có. Nó lại có giật, nó lại có set này. Video đập đồ cộng 15 mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.